bà con xem đài một bài ba câu vọng cổ được mang tên là Tần Quỳnh Khóc Bạn. 1, 2, 3. Bay xa và còn ca rất là ngọt. Hy vọng đợt sau
Doanh Hòa trước một ngày ngủ ngon ha. Dạ. Hai đêm rồi em không ngủ. Dạ, ngồi lên đây lo hồi đầu tiên mà. Bước vô ngồi trên ghế là tôi cho thấy cái lo ra, tôi cho thấy mặt. Nhưng mà hay, bữa nay ca rất là hay. Cái hơi chuẩn ha chị em, chuẩn mùi nhịp nhàng ngon. Cảm ơn anh rất là nhiều. Là mình sao mà anh cho bắt cóc nữa rồi. Hãy mà người nào mà ca ngon là anh với chị Đáng sẽ gọi thường xuyên. Ông Hải Châu nói là chương trình mà mình là cố bảo tồn cái di sản của văn hóa Việt Nam, thì mình nói ra mong khán giả người ta thương hiểu, có nghĩa là rất mong sao những người ca hay, các bạn nhịp nhàng vững chắc về lên hát, khán giả xem rất là khoái, nhớ không, thích lắm. Chứ còn ra mình lên mà ca nó hơi bị lượng tượng thì trời, cái lương điện nó sao người ta sợ. Dạ. Là tội nghiệp lắm, cái đó người ta sợ. Như cái đợt này bây giờ muốn tâm sự luôn cả luôn cái chương trình mà ngày 27 tháng 11. Tuấn Châu thì có bé Liên là nhỏ em gái, yeah. Lúc nào cũng Tuấn Châu làm cái gì cũng đứng ngoài sau hết á, yeah. Hỗ trợ và nói anh cứ bút rạp đi. Nếu mà bây giờ trước mắt á em gửi 5.000 nhưng mà mượn không có trả, mà không mượn, nếu mà lỗ là em không có đòi, yeah. Mà nếu mà làm từ từ lên thì lấy gửi cho em, yeah. Cái đây là cái thì bây giờ Tuấn Châu cứ làm, nếu mà mốt đoàn lên thì trả, còn đoàn không ấy nó mất thì thôi, nếu mà lỗ thì thôi. Đây là cái sự cố gắng đó mà Tuấn Châu dám làm. Sáng nay cũng nói với anh, cái này là thật sự, anh Châu cứ làm đi, nếu mà đoàn mà thí dụ làm 1-2 show, 2-3 show lỗ thì thôi, còn hay còn thì mình làm tiếp. Cái đây là nhà em gái lúc nào cũng ủng hộ Châu hết. Thành ra thì nên cũng động viên bà con ở xung quanh đó, người Việt Nam, cộng đồng của chỗ em đó, ủng hộ chương trình của mình. Tại vì đi tận mắt rồi mình mới thấy dễ thương quá. Dạ. Chị Tuyết Nga có thể nói về cái hội của mình đã có giấy phép, đã có thư ký, đã có thủ quỹ, tất cả những cái mạnh thường quân nếu mà có ủng hộ đoàn để đoàn duy trì chương trình cổ nhạc mình, dạ. Ở rạp thì khán giả có thể gọi thẳng cho chị. Dạ. Kính thưa quý vị muốn gửi ủng hộ, quý vị có thể gửi cho Bảo tồn Hội Bảo tồn Cổ nhạc Phương Nam Foundation, hoặc là chỉ để Cổ nhạc Phương Nam Foundation thôi. Chúng tôi có cái giấy thuế 501. Quý vị nào cần giấy thuế thì gọi cho chúng tôi biết, chúng tôi gửi qua cho quý vị. Đó là số điện thoại 714-726-7839, hoặc quý vị có thể gọi thẳng cho Tuấn Châu. Dạ, hoặc gọi cho Tuấn Châu sẽ đưa số phone của chị Tuyết Nga, tại vì số Tuấn Châu thì có thể quý vị dễ nhớ hơn. Dạ. Tuấn Châu sẽ gửi qua cho quý vị số của chị Tuyết Nga để quý vị ủng hộ, để giữ gìn cái bộ môn hát thường xuyên trên rạp. Cảm ơn rất là nhiều. Trở lại chương trình thì Tuấn Châu mời Mỹ Hạnh gửi cho